Là thanh niên, dù có đói thì nào cũng phải giữ bình tĩnh, không được hấp tấp, không được rung, không được hú. Cô có quyền chảy nước dãi, nhưng không được liếc. Liếc là hành vi của kẻ ăn tạp. Thôi được rồi, ăn đi. Ăn cũng phải có duyên chút, nên nhớ phải kiềm nén cảm xúc nghe chưa. Ông im đi, ăn xong dĩa này tôi ăn luôn ông.